Đến nhà Đức ăn trứng cá caviar với chocolate và uống rượu Tây. Đổ rượu vào cái máy này và hứng ở phía dưới. Thì nó ở nhiệt độ là trừ 5 độ F lạnh. Thì lát đi về nha ba, lát anh Quy nè, anh Quy chị Thủy ở đây. Thì lát đi, nó đi lát xuất về nha ba. Đi shopping chút, có chị Thủy nha. À Đức, lý do tại sao mà nó lại không bán cho cái tiểu bang này, lý do? Nó nói gì có chất lét chứ chị, em chổng nó không biết. Lét tức là tại có chất trì. Đó, nhưng mà nó bán cho bang khác, phải qua cho bang khác order mới được. Giống như cái máy này nhiêu? Máy này là 260. Là lúc mà sale á 240 tháng rồi 260. Mà nó sản xuất ở nước nào? Ở Bowen Park của mình nè. Kì vậy? Nó làm ở đây nhưng mà nó không được bán ở đây. Ờ. Dạ, nước là đã có cái gân ngỗng á là nó lại không bán ở đây nên là nó bán cái địa phương nào. Dạ. Cho nên bỏ đang freezer mấy ngày đó. Mà cái này freezer có lạnh bằng cái này. Dạ, cái này dưới 5 độ, dưới 5 độ F luôn. Freezer mình đã tới 5 độ. Giờ đó là cái con dưỡng ba thì Anh chồng cái kiểu này hết sức là công phu luôn á. Chụp qua. Mới được. Ồ, vậy hả?
Chị xích qua cho, chị đứng xích qua cho thấy nè. À, chị đứng xích qua chứ phước ảnh rồi đâu. À đó. Cho đủ thế. Đủ mà. Nó cháy 15 năm nay không ai đụng nhà, cũng như việc con xây lớn này, xây bài bản như thế không. Swiss chocolate. Chúng cháu là 320 đồng 2 ounce. 2 ounce 320 đồng. Cái này 25 đồng. Phải biết đó. 320 đồng 1 ounce, 2 ounce. Rồi thử, ai muốn thử trước? Để đây, đi em một shot này. Đó. Có bị chủ nhà mà trước chứ? Không, con nhỏ, con do nhỏ lớn bị chủ nhà mà. Không, bác quậy để vô nửa sót, uống nửa sót trước cho chán cái miệng, xong bắt đầu cắn cái này cho nó tan ra, uống nửa sót cái gì vô cũng như là sandwich vậy đó. Đó, để uống nó dưới đi, tại vì nửa sót thôi. Rồi cắn miếng không vô bỏ vô. Vậy à? Đó, quên đó. Đó, đó, đó. Cái đầu của quệ. Con để sót vô, đầu cắn cái đó vô. Bộ ngâm. Một củ tham gia đó là mấy ao đấy? Dạ, một ao. Hai ao. Hai ao là hai ao. Hai ao vậy? Hai ao nằm trong đó. Hai ao nằm chỗ này lên. 320 đô. Dạ. Đó. Mua đầu được cái shop con mua trên Amazon ấy. Cái còn cái shop trên 25 đồng. Cái này 25 đồng. Cái sweet chocolate uống ăn đi, uống với cái này. Còn chút sốc lá là 5 đồng một cục á. 5 đồng một cục. Rồi. Đây. 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 Đây
Uống thử cái. Nhìn nửa sót chán cái miệng. Cho bên kia đi con. Dạ dạ dạ, từ từ, ai cũng có. Em biết cô làm có phần là gì. Cái gì đó vậy? Good. Tamale. Okay. Tamale. Tamale. Oh, tamale. Oh. Tamale. Oh. Thank you, cunhão. Cunhão. Welcome. Đào trong cái thùng hồi nãy nè. Đây đây đây. Thank you very much, everybody. Thank you. Thank you very much.